Thưa quý vị, qua nay trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn video clip ghi lại cảnh khá thân thiết giữa Nam Cường và Phượng Ve, cười cười nói nói vui vẻ với nhau. Mà quý vị biết rồi đó, hiện tại ai mà dính tới Phượng Ve thì coi như thân bại danh liệt. Ca sĩ mà mặt bằng đạo đức đã bị giải tỏa thì mang ra sọt rác mà vứt chứ hát hò gì nữa. Hiện tại ai chơi thân với Phượng Ve mà còn cố chấp xuất hiện trên mạng xã hội một cách công khai với Phượng Ve thì cũng y như rằng tẩy chay liên hồi. Không nói nhiều, khán giả hiện đã mặc định gần mực thì đen mà gần đèn thì sáng. Phượng Ve có cái gì hay, chơi chung với Phượng Ve hiện tại thì chỉ toàn những người có vấn đề về nhận thức mà thôi. Thà là Phượng Ve bị nghi ngờ về một tội gì đó, bình thường thì không ai nói. Còn đằng này là vấn nạn về đạo đức, ăn cắp tranh giành tài sản với con gái ruột của người đã mất. Chưa dừng lại ở đó, còn thách thức khán giả, chọc điên khán giả, thì thử hỏi với cái ngữ đó, con sử dụng được nữa hay không? Dĩ nhiên là không rồi. Quý vị cũng thấy rõ những người xung quanh Phượng Ve hiện tại có ai ra hồn không? Nhóm ruột thịt như sáu bào, bảy báo vân vân thì vứt chung cùng một sọt rác, không cần phải nói đến vì họ xấu xa như nhau. Còn những người như bà Lành, Thanh Lùng, chồng của bà Lành, Ké Ké, Thành Đờn Ba, Bánh Tét, nhà báo mặt mâm 20k và cả Kim Hồ có ai là đàng hoàng hay không? Người thì danh bàn thờ, kẻ thì hùa dành nhà cho ở nhờ, đứa thì đập bàn thờ của cha người ta, chửi người ta trước mặt người cha vừa mất, đứa thì bất chấp đúng sai, đăng bài bịa chuyện vu khống, đứa thì phạm tội ấu dê trẻ em, kẻ thì chuyên môn đi chửi lộ mướn, đúng là cá mè một lứa, mèo mã gà đồng, nơi nào úp dùng nấy, quả chuẩn. Những ca sĩ như Lưu Ánh Loan, Đông Dương, Quên Thật, Phan Ý Linh, Hoàng Ngọc Sơn, Đoàn Minh, Hồng Quyên, các gương mặt chơi thần với Phượng Ve khi xưa, người ta cũng chạy có cờ mỗi khi gặp Phượng Ve. Thần cách mấy thì giờ thần ai nấy lo. Một ca sĩ, nghệ sĩ thì người ta sợ tài tiếng dữ lắm. Thà là bị vu oan, còn có thể bào chữa và quay trở lại với showbiz. Chứ còn cái kiểu sai rõ ràng như Phượng Ve thì thôi dẹp bỏ cái tương lai trước mắt, nó tối đen như tiền đồ của chị dậu. Đụng vào cái thể loại nghệ sĩ ca sĩ như thế này, chơi chung với nó thì sớm muộn gì cũng bị tẩy chay cắm sổng như nó. Và cái vụ việc của ca sĩ Nam Cường bị tẩy chay là như thế nào? Thưa quý vị, chỉ vì xuất hiện với Phượng Ve trong một đoạn video ngắn mà ca sĩ Nam Cường đã bị khán giả kêu gọi tẩy chay một cách nhiệt tình. Ở đây những người kêu gọi tẩy chay có phải là khán giả của Hồng Loan hay không? Hay là bọn tài khoản ảo bên Phượng Ve tạo ra thì vẫn chưa rõ. Hàng loạt các bình luận mang tính công kích đã xuất hiện trên fanpage của nam ca sĩ. Ai cũng trách anh vì sao lại ủng hộ Phượng Ve, bộ không biết con nhỏ đó nó không có đạo đức và còn phạm pháp hay sao. Đừng có hợp tác với cái loại người như vậy không tốt đâu, Nam Cường à. Thậm chí có người còn nhiệt tình gửi hẳn tin nhắn vào hộp thư thoại Facebook cho Nam Cường và góp ý rằng con người vô đạo đức cần tẩy chay, mong anh đừng có cổ suý cho lối sống vô ơn, vô đạo đức, ăn cắp, ăn cướp như vậy. Còn Phượng Ve phải đẩy chay cho tới cùng. Một người chửi thì nói người ta ghét mình. Còn 1 triệu người cùng chửi thì phải xem lại bản thân mình như thế nào mới bị chửi như vậy. Quá gắt đến từ một vị khán giả. Và đối với lời góp ý này thì chúng tôi không phản đối. Chúng tôi tin rằng khi đọc được những lời góp ý như vậy, những bình luận như vậy thì ca sĩ Nam Cường cũng phải giật mình vì cái tai họa tự nhiên trên trời rớt xuống này. Thưa quý vị, sự thách đố của Phượng Rùi gửi đến cộng đồng mạng thời gian qua không đơn giản chỉ là dẫn dắt dư luận, mà con ả còn đang cố tình khẳng định một điều rằng chẳng ai có thể làm được gì con ả. Hơn ai hết, con ả biết rõ bản thân con ả sai, sai rất nhiều là đằng khác, nhưng vì đã có tính toán từ trước, nên con ả đã quá chu đáo trong từng đường đi nước bước. Từ đó nên Phượng Rùi khá tự tin thể hiện sự kiêu ngạo của mình, nói xạo không ngại miệng, ngứa mồm, nhất là những khi khoe mẽ sự mua mai bán đắt của quán bún bò bà Lành. Và cũng nhờ vào cái quán bún bò này mà Phượng Rùi đã vô cùng tự tin đi làm thiện nguyện bằng một món ăn không hề phù hợp cho việc thiện nguyện. Nhưng vì mục đích rửa tiền nên Phượng Rùi đã bất chấp dẫu cho người nhận từ thiện có mệnh hệ gì về cái bào tử sau khi ăn hay không. Phượng Rùi mặc kệ, miễn Phượng Rùi đạt được mưu cầu của cô ta là đủ. Nhưng liệu chuyện làm từ thiện có đơn giản chỉ là để rửa tiền hay không? Thưa quý vị, dạo gần đây chúng ta hay phát hiện những hình ảnh của Phượng Rùi chăm bẩm làm từ thiện xung quanh cái bịch bún bò nguội lạnh, đi làm từ thiện khắp nơi, tỏ ra bản thân rất trong sạch, thiện lành, không hề tâm quỷ tâm ma như những gì mà cộng đồng mạng đã thấy trên các video clip điểm tiền rạc rạc, điểm vàng len ken vừa rồi.
Vương Rui tỏ ra rất là yêu mến những người nghèo, những người cơ nhỡ, những trẻ em khuyết tật mồ côi. Vương Rui đang gây dựng một hình ảnh Phật Mẹ Vương Rui, thánh thiện phổ độ chúng sanh, đưa ánh hào quang của mười phương chư Phật đến với mọi người. Ôi, Phượng Rùi giác ngộ rồi bà con ơi, Nam Mô Phượng Rùi. Mà nói thiệt, Phượng nào chứ Phượng Rùi mà giác ngộ thì chắc chỉ có Bảo Tố làm than thôi. Và quý vị chắc cũng đang trông chờ vào lá đơn tố giác chuyện phúng điếu của Hồng Loan, tổ Phượng Rùi đúng không ạ? Và đây cũng là nỗi sợ của Phượng Rùi đấy quý vị, bởi nếu như chuyện này mà vỡ lẽ ra thì Phượng Rùi khó mà trốn thoát, tu tội là chuyện sớm muộn mà thôi. Nên thời gian qua, Phượng Rùi đã rất chậm bẩm đi làm từ thiện, thiện nguyện để dẫn dắt phước lành. Hồng sau này có căn cứ để mà xem xét cái tình tiết giảm nhẹ tội hình sự. Khi mà Hồng Loan cương quyết làm cho ra lẽ chuyện phúng điếu tại tòa, thì chết chắc Phượng Rùi còn gì. Tiếng ve tắt liệm luôn và ngay lập tức. Nhưng mà Phượng Rùi ơi, để mà xem xét cái tình tiết giảm nhẹ theo quy định của pháp luật, thì việc làm từ thiện phải thiết thực và có chứng nhận đàng hoàng. Việc làm của Phượng Rùi là đi làm từ thiện thông qua tiền của Mạnh Thượng Quân gửi. Phượng Rùi dùng từng tô bún bò cho Mạnh Thượng Quân mua. Và dĩ nhiên, sau từng tô bún bò đó, Phượng Rùi vẫn có ăn tiền lời mà. Đừng có bà lương lẹo nghe không, không ai xem xét cho Phượng Rùi những cái tình tiết này đâu. Đó là chưa nói, việc làm của Phượng Rùi có ai ký đâu mà xem với chả xét. Đừng có suy nghĩ đơn giản nhé Phượng Rùi. Phượng Rùi có lương lẹo như thế nào, nhưng khi đặt lên cán cân của công lý thì Phượng Rùi buộc phải bị trừng trị. Nhìn cái cảnh mà Phượng Rùi đi làm từ thiện ở các chỗ các em nhỏ khuyết tật mồ côi mà thật lo lắng, thiệt tình các em đang sống yên ổn trong đấy rồi, đừng mang sóng gió đến nữa. Các em ấy bị khuyết tật, bị mồ côi là đáng thương lắm rồi, đừng có mà lợi dụng làm xấu bẩn các em. Phượng Rùi thương trẻ em cơ nhỡ mồ côi quá hen, trong khi từng đối xử với Hồng Loan, Thành Mỹ và bầm bầm như thế nào. Phượng Rùi nói rằng giành được nhà tự tay của Hồng Loan thì sẽ đuổi cổ Thành Mỹ và bầm bầm ra ngay lập tức. Thành Mỹ thì mồ côi cha lẫn mẹ rồi, bầm bầm cha còn sống nhưng mà cũng như không. Đối với người trong họ hàng, Phượng Rùi đã xem như cỏ rác, nhưng đối với thiên hạ thì Phượng Rùi lại tỏ ra rất thương yêu, đúng là cái độ giả tạo, thiên lời dòm ngó nhà Phượng Rùi. Tâm quỷ tâm ma mà cứ tỏ ra hào quang chư Phật, hào quang của Phượng Rùi chắc là hào quang chạy bằng pin đó Phượng Rùi à.